Rồi, video này chào mấy bác nha. Em lại có một con GC33, nó mới keng luôn, em khẳng định luôn. Mấy bác nhìn cái bình xăng là đủ ăn tiền thiên hạ rồi. Đấy, là nói thật sự, em vừa xịt rửa xong nha. Con này về đổ xăng là nổ luôn nha mấy bác nha. Ốc ếch này, vàng chóe luôn. Thấy không? Cái màu này vẫn còn rằn ri quân đội luôn. Đây, một con GC33. Cái bô trong đây còn trắng luôn nha mấy bác nha. Mà cái dòng này này, má cây dên nó to đùng luôn, bít tông 37 ly nha mấy bác nha. Cái cây dên trong á, hai ổ bạc đạn, hai bên nó xài bi 202. Đù, nhìn cây dên nhìn dã man lắm. Má có thể coi qua tình trạng máy này. Cực đẹp, chốc em nổ lên mấy bác nghe tiếng máy của nó giòn như bắp rang. Chế chiếc cả rin hết toàn tập nha mấy bác nha. Mấy bác coi này. Rất là đẹp. Con này bao máy cực đẹp luôn nhá, chứ không phải là đẹp nữa. Đấy, nó có bị bong chóc sơ phía ngoài đây thì nó không đáng kể bao nhiêu. Nhưng mà nó cực đẹp, bao da bao chiếc này, mấy bác coi những cái bát này gần như chưa bị móc đây dây đeo vào bao nhiêu luôn thế. Rất là đẹp. Hitachi GC33 đã lên cò ga bóp. Đấy, cực kỳ vip nha, đẳng cấp. Đầu bò chén bát là nguyên zin. Đấy, mấy bác có thể coi này. Đẹp tuyệt đối luôn nha. Con này gần như không có đối thủ luôn. Vừa xịt rửa. Một con này Hitachi. Giá rất là rẻ. Bên em bán triệu 6. Bao ship tận nhà cho mấy bác. Tận nhà nha. Có thêm đúng một dây đeo. Ngoài ra không có gì hết. À, em nổ lên nha. Là nó giòn như bắp rang. Mấy bác nghe tiếng máy của nó rất là ngót. Lực cần xoay nha. Lực nó ngót kỳ luôn. Mấy bác nghe tiếng máy chưa? Đó. Nghe tiếng máy không? Đây nha, nó còn nổ từng tiếng luôn, nó nghe từng máy kìa, cái máy để nổ còn tí teo thôi mà nó vẫn nổ. Mấy bác nghe thấy khi lên ga chưa? Đấy, cực kỳ đỉnh nha. GC33 ghê không? Đây yên ru, không quảng cáo nhiều nha, nghe đi. Đấy không dám bịt mạnh, dám bịt nhẹ thôi nha. Ga này. Nè. Rồi ok, triệu 6 bao ship tận nhà. Có thêm một dây đeo cho mấy bác. Được thì alo bán cho nha. Không cần trả giá nha, một giá một để bán.